Ok, mình sẽ chơi tiếp cái phần số 2 của ngày xử án ấy. Sẽ chơi luôn. 11:35. Cái này nó đã rất là gắt. Em biết là anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ em, nhưng mà em có thể cảm thấy là cái án phạt tử hình, gọi là án phạt tử hình treo ở trên đầu mình. Anh cũng cảm thấy là nó, anh cũng gần chết rồi. But you are wonderful out there. Thế em này cũng ở trong đấy à? Thế em đã lắng nghe rất là cẩn thận này về những cái giả thuyết của anh. And tricked everyone into believing you. Và thuyết phục được mọi người. Mẹ lừa dối được mọi người. Đây chắc là phải cái kỹ thuật bí ẩn, bí mật của bên luật sư. By the way, is the next picnic who I think it is? Ok, cái con này Lotta hát. Hãy nhớ rằng Nick, anh đã nhớ là anh sẽ cứu em à. Nếu mà anh thua thì cái linh hồn của Anna hồn ma của em và chị em sẽ đến để ám anh. Rất là hay. Chị của chị. Chị có nói là về Mystic Mia. Em còn nhớ cô ấy không? Pearly. My sister. Chị của chị là cái luật sư rất là siêu. Cô ấy cũng là thầy cô giáo của Nick. Cô giáo này đâu mà căng này học hành gì. Lại xì xầm và sẽ tiếp tục phiên xét xử. Ông ấy đang định nói lại bị ăn quật thế. Tôi không muốn nghe cái này, ông già. Sau khi tôi gọi nhân chứng là hãy ngồi im và lắng nghe như một đứa trẻ ngoan à. Kinh hoàng, yes sir. Em mang cái người chụp ảnh ra đây. Cái người chụp ảnh cái vụ gọi hồn ra đây. Nên là cái team xử án này cũng hay phết nhỉ. Khi mà bây giờ mình nghe lại nhân chứng, tên và nghề nghiệp nếu mà có thể. Hey Phoenix, anh có khỏe không? How's ya doing? Cũng bình thường. Rất xin lỗi về điều này. Tôi thực sự không có lựa chọn, cậu biết đấy. Trạch phải. Tên tuổi và nghề nghiệp. ID Claire. What is that nation? Cái thẩm phán cái này nó vi phạm cái đây là cái gì? Cái này là nó ảnh hưởng đến cái cơ thể của tôi à? Bạo lực này, cái vấn đề bạo lực này. Cái này không sao đâu. What is satisfying? Cái này là không ổn. Đó là cái roi. Lại bị quật tiếp. There no need foolish outcry from foolish fool. Hãy nhanh chóng và nói lời khai đi. Về những cái gì đã xảy ra vào ngày xảy ra vụ án ấy. Tôi còn chưa nói được tên của tôi và nghề nghiệp của tôi. Thế thì nói nhanh đấy. Đây là Lotta hát này. Nhiếp ảnh ra về những cái điều bí ẩn này. Và tôi đây để khai, để làm chứng ấy. Let all be one big happy family. Nên là chúng ta sẽ chuyển về cái lời khai của Lotta hát. Chỉ có ông bác sĩ và bị cáo đi vào trong phòng gọi hồn này. Chúng tôi đều có đợi ở bên ngoài và khi vào đó chúng tôi nghe một cái tiếng nổ. Ở đâu là chúng tôi nghe một tiếng súng này. Anh luật sư đã phá cái cửa và chúng tôi chạy thẳng vào trong. Ở bên trong là cái xác chết của nạn nhân này và bị cáo đây đang cái gì nhỉ? Vẫy khẩu súng xung quanh à. Tôi xin thề là
other than those two, là ngoài cái hai người đấy là không có một ai khác trong phòng. Cô có chụp ảnh ở cái bức ảnh nào ở cái hiện trường vụ án không? Recon in court? Excuse me? It thought for the Jaricon. Có nghĩa nên là về cơ bản là of course I did. Nói thế cho nhanh. Cái này là cô có thấy tôi quan tâm không? Hãy nhanh chóng và đưa cái bức ảnh cho tòa xem đây. Đây là cái giây phút của sự thật. Cái bức ảnh nó sẽ là như thế nào? Đây là cái bức ảnh này. Úi, như này còn xét xử chó đi nữa. Có vẻ như bị cáo là có vẻ như chắc chắn là bị cáo và nạn nhân là cái người ở trong phòng này. Cầm cái khẩu súng hết luôn. Anh đã sẵn sàng chưa, Phoenix Wright? Mình sẽ giải quyết hết tất cả những cái vấn đề khúc mắc của Maya trong cái phần thẩm vấn này. Just watch me, bitch. Đây là cái nhìn của bị á đấu của nhân chứng đấy. Bây giờ mình một lần nữa chúng ta không biết có cái gì sai. Bây giờ mình sẽ press hết mấy cái này. Có thực sự là chỉ có hai người bọn họ không? Objection. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là chỉ có hai người họ. Tại sao anh không tự trả lời cái này bằng bản thân mình? Có thực sự là chỉ có hai người họ không? Đúng như vậy này, Dr. Gray và Maya là hai cái người duy nhất đi vào cái phòng đấy. Đợi đã, chúng ta không thể để bên biện hộ làm chứng chống lại cái khách hàng của mình được. Anyway, folks, only chỉ có hai người bọn họ đi vào phòng nguyện, ok? Nhưng mà anh đã biết cái này từ lúc ban đầu phải không? Nhân chứng. Nhân chứng hãy tiếp tục đi này. Chúng tôi đang đợi bên ngoài và có tiếng súng nổ. Hold it. What is the real gunshot? Có thực sự là tiếng súng nổ không này? Objection. Anh có bị điên không? Anh cũng đã nghe được cái này rồi. Thế là chính mình cũng trả lời này. Tại sao anh không làm chứng trước tòa Phoenix Wright? Đây có thực sự là tiếng súng không? Lời chết. Tôi cũng nghĩ là nó có vẻ như là một tiếng súng. Tại sao lại chúng ta lại nghe là cái lời làm chứng ở bên của bên biện hộ chống lại thân chủ? Tôi đã nghe một tiếng súng a long ago, so I know. Trước đó tôi đã nghe một tiếng súng rồi. Nên là tôi có thể là nói là đây là một cái tiếng súng mà tôi đã nghe thấy đấy. Đây là lúc mà câu chuyện nó bắt đầu hứng thú. Đi đâu? Anh luật sư là phá cửa và chúng tôi phi vào trong. Hold it. Thế là hãy để tôi làm rõ vụ này. Anh luật sư ở đây đã phá cửa. Tôi nói thật là Phoenix Wright, là tại sao anh không kể cho tôi là cái chuyện gì đã xảy ra này? Yes, Miss Volkama, tôi đã phá cửa xuống. Tại sao mà mình cảm thấy như là đang bị kiểu phán xét? Không cần thiết phải xin lỗi, cái này là điều rất là đáng vui. Anh là một người đàn ông đích thực. Vậy sao? Đây là một cái gì đó rất là hay để mà xem. I would take that a good sign. What did you see on you? Cô thấy cái gì khi mà cô phá cửa? Tôi cho là nạn nhân và bị cáo đang ngoáy khẩu súng. Cô có chắc chắn đấy là bị cáo không? Maya
thì là bị cả Maya Frey không? À, tôi chắc, tương đối chắc chắn. Cô ấy có vẻ như tương đối tự tin với cái lời khai của ấy. Chúng ta sẽ quét hát đơn. Đó, ta hãy nghĩ kỹ một lần nữa vào ngày đấy mới. Watcha getting at. Hãy nhớ rằng what you say là cô đã nói cái gì khi chúng ta phá cửa vào phòng này. I was murdered. Tôi đã bị giết này. Click. Lotta time là gì? Time là gì? Đây là cái thời điểm rất là hoàn mỹ để chụp ảnh này. But anyway, what is going on? Chuyện gì đã xảy ra và cái cô này có phải là Maya không? Và khi mà cô nhìn thấy kẻ giết người trong cái thời điểm đấy này, cô đã không thực sự được nói được đây có phải là Maya Frey phải không? The where you see, blah. Mr. Hat, cô đã ở đây để đưa ra những cái lời khai chuẩn xác. Oh yes, sorry, good. Nè, nó sẽ đổi chiều sang cái có lợi của mình này. Đó là một là sự biện hộ. Những cái lập luận của anh là rất là có thiếu nhiều cái. Phoenix Wright này, nhân chứng, nghĩ lại xem. Think back to when the two enter the channeling chamber. Nhân chứng hãy nghĩ lại xem khi mà hai người đấy đi vào phòng gọi hồn này. Khi mà họ đi vào, một trong những cái người đấy là Mother Frey phải không? Đúng rồi này. Oh yeah. Có vẻ như là chúng ta come to collective conclusion, đến một cái kết luận, đó là cái người trong bức ảnh này là Maya Frey. Chuột. Tôi đã bị kẹt, bị bẫy ở đây. Tôi thề là ngoài hai người đó ra là không có một ai trong phòng. Mình không biết là có gì sai về cái này. Cô có thực sự chắc chắn không? Tôi chắc chắn á. Nhưng mà cái bà giờ phù thủy già đó là đuổi chúng ta ra khỏi phòng rồi. Oh wish. Có phải cô ấy nói về Morgan Frey? But say what no one you know it. Phòng gọi hồn rất là tối á, mà gần như là tối đen. Có thực sự là không có ai ở đó không? Mình nghĩ là mình có thể mình chọn cái đằng sau cái là đằng sau cái bình phong. Nếu mà có một cái gì đó đằng sau cái bình phong. Cô đã kiểm tra ở đằng sau chưa này? Rick Kiffin. What in the channel record that EA Kiffin? Tôi đã nhìn xung quanh phòng thì có cái gì rồi này? Là đã không có ai trốn ở sau cái bình phong này. Nếu mà tôi có thể có một cái thì lời nói với cô Miss Hat à? What? Không có vấn đề thì sao? Reckon Viven, I mean I have a little difficult. Tôi cảm thấy là hơi khó hiểu về cái lời khai của cô này. Nếu mà cô có thể đừng nói về cái này. Now then, Mr. Wright. Cậu có thấy cái vấn đề gì với cả cái lời khai này không à? That's what I thought. Nhưng mình đã nghĩ là sẽ không có vấn đề gì về cái lời khai của cô ấy. Nếu mình là cô ấy thì mình cũng sẽ nói về cái sự thật này. Enough. Có vẻ như là sẽ không có cái vấn đề gì về trong cái lời khai của Miss Hat. Trong cái thời gian xảy ra án mạng này,
chỉ có hai người ở trong cái phòng gọi hồn đấy. Nhân chứng là Dr. Turner Gray và bị cáo Mother Frey này. Hôm nay nó sẽ kể lại cái giả thuyết của nó. Mà cái bộ mặt của bị cáo này không thể nhìn thấy được ở trong cái bức ảnh này. Tuy nhiên là dựa vào cái tình thế đấy, chúng ta có thể suy đoán được đây là bị cáo đấy. Mình phải làm cái gì đây? Mình không thể để cái này nó bay đi được à? Cái gì thế Mr. Roy? Có vẻ như anh có một cái gì muốn nói. Mình phải... Nếu mình làm... gọi là đi sai nước, mình sẽ làm thẩm phán vồ lấy mình và ăn thịt mình. Có một cái gì ở đây là có thể chứng minh được là không phải là Maya trong cái bức ảnh này. Như là mình sẽ không có cái... Hình như là cái gì nhỉ? Hình như là bây giờ mình vẫn chưa có cái bằng chứng nào. Can't present anything yet. Nothing, Your Honor. Đây là rất thôi. Anh thực sự là không nên chứng minh những cái vấn đề này. Bởi vì to prove it not my affray. Bởi vì nó sẽ không khả thi. I didn't say anything about giving up. Mình sẽ đã không nói cái gì về việc về bỏ cuộc à. Mình chỉ chưa có cái bằng chứng cụ thể để chứng minh được cái lập luận của mình này. Đã đủ rồi. Đây có phải là tất cả những cái gì mình có thể làm này. Tôi có thể nói rằng là cái tòa này là cái gì nhỉ? Cái tội danh là không có tội là không thể. Tôi đã nói với anh rồi. 100% không thể. Mr. Volkama. Miss Volkama. Cô có cái câu hỏi nào khác đối với nhân chứng không? Hay tôi đã xây dựng được cái tội danh cho bị cáo này. Nên là về việc hỏi thêm nữa cũng chả để làm cái gì. Thế bên biện hộ thì sao? Còn câu hỏi thì không à? Mình không thể bảo vệ được Mai Trà. Bên biện hộ Phoenix, chị này là ám ấy à? Cậu không thể làm mặt như thế á. Luật sư là một ai đó phải cười à? Dù sự việc nó có tệ như thế nào, cười thì có làm gì đấy. Bây giờ mày hết lý để mà nói. Ôi, thế là chị để lại nhập với con này này. Hiểu là bơm rất là căng nhá. Mà tự nhiên lại người cao lại lên như gì ấy. You but Pete a post. Cái quần áo cô này hơi bị nhỏ. Nhưng dù sai chăng nữa là cô đang đợi cái gì à? Hãy chiến đấu thôi à. Nên là chị này nhập linh tinh. Nhưng mà cô ấy đã có được tất cả cái lợi thế đấy. Lợi thế vẫn là trong tay của cậu này. Hãy nghĩ một lần nữa này. Những cái gì cậu đã thấy là trong cái phòng gọi hồn này. Do you remember what you told me? Cậu có nhớ là cậu đã nói cái gì với tôi ngày hôm qua không? Đốc thật quê. Tôi đã bị giết. What? Nghe nó lại là chiều lại. Okay. You see the final piece of the puzzle. Chúng ta sẽ hỏi cái lót ta một lần nữa, Phoenix. Tôi không biết là nếu mà cô ấy không chú tâm đến cái vấn đề này hoặc là cố tình không làm thế, nhưng mà cô ấy không khai thực sự à? Cô ấy đã không khai những cái điều thực à?
Cô ấy đã không khai đúng. Chúng ta ở tòa sẽ quyết định là kết thúc cái kỳ chất vấn ấy, cái phần chất vấn. Hold it. Xin hãy đợi đã, thưa thẩm phán. Bên biện hộ muốn yêu cầu là nhân chứng khai thêm một lần nữa. Overruled, không chấp nhận. Tôi sợ rằng là nó quá muộn. Cái phần chất vấn đã kết thúc. Gì? It's fine. Tôi sẽ cho phép một cái lời khai khác. Những cái vụ án của Volcama thì là nó hoàn mỹ ấy. Và không có một cái lỗi nào. Đây là đây sẽ là cái lúc tốt nhất để là mọi người thấy được cái này, kinh quá nhỉ, để thể hiện cái trình độ của chị. But I mean, nhưng mà tôi có phải có nhiều nơi để tôi mà đi sau cái vụ này, sau cái vụ xử án này. Lại quật thêm kia. Alright, tôi sẽ chấp nhận điều này. Bang này, bang ấy không phải người quyết định. Miss Hát, hãy nhanh chóng mà cho chúng tôi nghe cái lời khai khác đi. Thế thì tôi phải nói về cái gì này? Hãy kể cho chúng tôi thêm một lần nữa cái gì đã xảy ra khi mà cô phá cái cửa để vào phi vào cái phòng 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 gọi hồn này. Oh, you got it. See, you got through the judge somehow. Actually, it was Von Karma Whip that got through him. So we need a car park tool. Đây là cái phần số 2 khi mà chúng tôi phá cửa. Tất cả những gì tôi tập trung là Maja này. Tôi đã hơi bị sợ cái xác chết này. Nên là tôi đã không nhìn vào cái đấy ấy. Tôi rất là tệ khi mà về mấy cái những cái gì mà liên quan đến máu và ma. Nhưng mà về tôi vẫn có được cái nhưng mà trong thời điểm này tôi vẫn đã chụp được cái bức ảnh của Maya. And I take a shot. Đây có chả có vẻ gì là nó khác so với ngày trước. Có một số cái phần của cái lời khai cuối có vẻ như là nó hơi bị kiểu nó hơi bị kiểu là có nhiều vấn đề ấy. Nên là mình sẽ hỏi thêm cô ấy về những cái phần này. Fresh. Chuckle, oh, you like your taste bitterness of your defeat. Amuse me with your elite question, Mr. Phoenix Wright, I'm waiting. Này nó sẽ cho mình cơ hội kiểu bố thí với mình ấy. Rất là tự tin vào cái khả năng chiến thắng của nó. Cái này lần trước mình hỏi rồi thôi. Cô ấy trông thấy như thế nào? Anh biết đấy, cô ấy như một cái người khác. Một cái người khác. Cô ấy có vẻ như sẽ như một cái người khác. Tuy nhiên là vẫn là Maya Frey này. Chúng ta đã nói về cái vấn đề này rõ ràng rồi này. Yeah, that is true này. Mr. Hart, did you happen to see anything? Tôi là sợ về cái chết. Về cái sắp chết này, nên tôi không nhìn vào đấy này. Để mình hỏi. Hold it. Thế có thể như là cái xác chết này không phải là của Dr. Gray. Tự nhiên là tôi nghĩ là đây cũng có thể là một khả năng. Objection. Nếu mà cái xác chết ở trong phòng đấy không phải là của Dr. Gray thì cái xác chết đấy là của ai? Phoenix Wright. Well, what if it was what if it were that of the Marvel Frey after channeling? Lại nó làm nhảm. Foolishness that I expect a foolish fool such as you. Một thằng ngu ngốc như mày. Nói ra những cái từ ngu ngốc. Nếu mà theo ý của anh thì cái vụ án này thì cái người bị chết phải là Maya Frey mới đúng. Làm sao mà xác chết đấy là của Maya Frey à? Sorry Maya. Are you done here? Tôi có thể tiếp tục không ạ?
ta sẽ hỏi đây này. Tôi rất tệ khi thấy máu và xác chết. And I even know that. Và biết như thế nhưng mà cô vẫn muốn trở thành cái nhiếp ảnh gia về về những vấn đề lạ trong paranormal. Đây là lý do mà tôi I am get out of this here business. It got gonna let dirt on the star and be tabloid photographer from now on. Đây sẽ là cái bức ảnh nó quan trọng và mãi mãi ở trên những cái bìa báo lá cải. Cô chuyển công việc nhanh hơn là cái bọn trẻ con nó chuyển nó tã. Would you meet the right? Lại đi rồi này. Tag team in a stereo. I get it grateful it not 5-1. Kiểu là 2.1 đấy. Nên là mình cảm thấy là may mắn khi mà nó không phải là cái dòng âm thanh là 5.1. 5 đối với 1 đấy. Nhưng mà tôi vẫn có thể chụp cái bức ảnh về phía Maya này. Hold it! Thu right. Hai cái gì à? Hai phát à? Hai bức ảnh này. Cô ạ nói là cô bắn hai phát. Nhưng mà chúng ta chỉ có một bức ảnh đã được nộp ở đây. Mr. Hat. Thế thì còn một cái bức ảnh kia ở đâu? Lại xì xầm. No! Là mọi người đã nhầm rồi. Đấy không phải là do tôi. Tôi không có ý nào xấu á. I know it can be a little mean, but I am the evil. Thế tại sao cô không đưa cái bức ảnh kia ra cho trước tòa xem? Cái này không quá rõ ràng sao là cái cô thẩm vào cái cô công tố kia là bà hãy bảo tôi im mồm về vụ này. What? Von Kama. Bà làm. Lại giấu vật chứng á? Mà dạy. Mr. Von Kama. Cô đang giấu cái vật chứng quan trọng. Không thể tha thứ đấy. Đây là một lần nữa đây. Đây là cái chức năng của bọn công tố ở cái trò này là giấu vật chứng. Rất là buồn cười. Hoặc là nó không đưa ra vật chứng. Giấu kín vật chứng này. Cô thực sự là xấu xa như bố của cô. Chúng ta sẽ đối đầu với Von Kama. Rất là vã. Bên biện hộ yêu cầu là bị công tố Von Kama bị xử lý trước tòa này. Very well, yes. Me bị xử lý phạt ở trước tòa này. Và là bị giải đi. Cái này không thể là thế được. Nhưng mà cô đã giấu cái bằng chứng trước tòa này. That is này. Đây là không công bằng. Phoenix Wright. Anh là luật sư hay là một cái thằng bé ở trong trường. Mr. Von Kama, tôi muốn cô giải thích về cái vấn đề trước tòa này. Tôi đã nghĩ là cái bức ảnh này không thực sự quan trọng nên là tôi không nộp nó. Chỉ là vậy thôi. Vớ vẩn. Tại sao cô lại nghĩ thế? Cái bức ảnh này về cơ bản là more of the less the same. Nó cũng tương tự như cái kia nên là quan tâm làm cái gì à? It's just so much more trouble than it worth for me to submit the evidence. More trouble than it worth. Nó còn phiền hơn là nó đáng á. Làm sao cô có thể nói thế? Nếu mà anh muốn nhìn xem thế thì tôi sẽ nộp nó lại. Có một dạy. What is it? Đây là cái bức ảnh này. Đây là rất là rõ ràng là cái giây phút chụp ảnh là cái nạn nhân đã hỏi nhân chứ. Rất rõ ràng là cái giây giây phút bức ảnh à cái gì? The second picture. À đâu? Là cái bức ảnh số 2 à? Nhân chứng đã chụp ngày xảy ra vụ án à? ở hiện trường vụ án à? Nó hơi bị lệch một tí á.
But that's what you get with the nervous amateur. I think the important point is the person. Tôi nghĩ là cái điều quan trọng là cái người ở trong bức ảnh này là nó là không phải là Maya Frame. Tại sao cô không được cái đấy? Cái ý cái này là sao? Đây có vẻ thì là cái mà mình đang tìm kiếm á. Should I or should I not insist? Mình sẽ bảo là cái này không phải là Maya. Ok, mình sẽ bảo là đây không phải là Maya này. Thưa thẩm phán, như mọi người đã thấy là cái người trong bức ảnh này không phải Maya Frey này. Yeah, tôi có thể thấy được cái này này. Đây không phải mặt của cô ấy á. Và cái cơ thể nó đã chuyển biến như một người khác. Thì có một cái cách giải thích duy nhất ở đây là một cái cách nào đấy là một cái người khác đã trốn vào và trả cái vị trí với bị cáo đấy. Order. Well, Jess. Tôi tin rằng là anh đã đúng Mr. Ryan. Cái người ở trong cái phòng gọi hồn là không phải Maya Frey này. Mia, chúng ta đã làm được. Cậu đã quá soft, quá mềm yếu á. Cậu còn còn mỏng hơn cả cái bánh dâu của dì Morgan. Hãy nhìn mặt cái con Volcama đi. Con này nó vẫn chưa có vấn đề gì. I think you have to better continue to worry. Cô nói vậy là sao này? Chưa thẩm phán này. Tôi muốn ông nhìn vào cái bức ảnh này này. Ơ? Khiếp, chụp về lúc mà hàng căng đấy. Cái này nó đã chụp vào ngày hôm qua ở cái phòng thẩm vấn ấy. Nó chụp trộm á. Đây là Mr. Wright và bị cáo Maya Frey trong cái lần thăm nom Maya Frey. Nhưng mà cái này là một con người khác này. Check. Cô ấy trông như này bởi vì cô ấy đang gọi hồn một cái linh hồn khác. Lại xì xầm thế. Chuyện gì đang xảy ra đây? Đây thật là không thể tin được. Cô đây có thể làm như thế. Đây là cái sự thật này. Khi mà Maya Frey ở trong cái trạng thái đấy là cái cơ thể cô ấy sẽ thay đổi dựa vào cái người cô ấy gọi lên. Lại xì xầm thế. Peter Von Kama. A word if I may. Mia này. Hãy chụp một bức ảnh một ai đó ở trong cái quá trình viếng thăm là bất hợp pháp. Là chắc chắn là cô biết là cái bức ảnh này không thể được nộp là bằng chứng đấy. Tất nhiên là tôi biết bức ảnh này là không hợp là pháp. Và tôi đã không bao giờ muốn sử dụng nó làm cái bằng chứng á, trước tòa này. What is this? Từ cái thời điểm mà tôi đưa ra cái bức ảnh này trước tòa này, cái vị án này đã về cơ bản là của tôi. Kinh quá nhé. Và sau đó là cái bức ảnh này đã mãi mãi là khắc ghi vào trong cái đầu của thẩm phán. Kinh quá nhé. Ông cái mặt lại đang này. I don't claim to under. Tôi sẽ không nói là tôi hiểu về vấn đề này, nhưng mà tôi vẫn không thể tin được là cô nói là cái người này trong cái bức ảnh này là bị cáo Maya Frey này. Thì bài give up here này. Nếu mà mình từ bỏ đây là cái vụ án sẽ đâu, phiên xử án sẽ kết thúc này. Nhưng mà mình nói cái gì sai là mình sẽ toi này. Có cái gì mình có thể chứng minh là cái con người ở trong này là không phải là Maya không? Ok, mình sẽ có thể chứng minh được cái này này. Cái này mình nghĩ là nó tương đối đơn giản này.
File have returned cho ai kinh mà. Lửa đã quay lại mắt của anh kinh mà. Trong cái bức ảnh này có một chứa một cái điều điểm sai nghiêm trọng về tất cả những cái lời khai mà chúng ta nghe đến tận bây giờ. Contradiction. Thế là anh đã nghĩ là anh đã thấy được một cái vấn đề gì về cái bức ảnh này đúng không? Thì hãy cho tôi biết xem. Why don't you point out exactly? Chắc mình nghĩ là mình có thể mình chỉ ra cái chỗ vạt áo ấy, nó không có cái lỗ đạn này ra. Thì mọi người hãy nhìn vào đây này. Vào cái vạt áo này. Ở đâu? Vào cái ống tay áo á. Nó không có cái gì lạ ở đây cả. Đây chính xác là những cái gì mà nó rất là lạ này. Một cái gì nó đã phải bị mất ở đây này. Should be there. Em này đã dính đòn. Nên là có một cái lỗ đạn ở trong cái áo mà của bị cáo đấy. If in the case then it should be in the picture. Nếu mà như thế thì nó phải có ở hiện ở trong cái bức ảnh này chứ. Lại xì xầm tiếp. Mr. Vodka mà you. Cô có ý định để giấu cái bằng chứng quan trọng này. Tôi sẽ phải phạt cô về cái vấn đề này. Alright. This should be some major damage to her argument. Cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính hoàn vẹn, toàn vẹn của cái lời khai của ấy đó. Tính kiểu là credibility. Đừng chúc mừng sớm á. Chill like to bring down the mood. Hãy nhìn xem cái Volkama này. Con này đã bắt đầu à? Chỉ này. Chào cái gì chứ? Jumping to the gun again. I see your honor. Tôi muốn chuyển cái lời xin lỗi của tôi à. Thay mặt cho những cái bọn ngu ngốc à. Không có đủ trình độ à. Ý của cô là sao? Những cái bọn mà không đủ trình độ, bọn ngu ngốc không đủ trình độ. Full down at the prism and missing the bullet hole. Cho tất cả những cái bọn ngu ở sở cảnh sát đã lỡ ra cái lỗ đạn này. Thì đúng là tôi sẽ có được cái bản báo cáo về cái vấn đề đấy. I did à? I could have known that picture would end the argument of this case. Nên là cái vấn đề là tôi đã không biết được cái vấn đề của đấy, nên là tôi nghĩ là cái bức ảnh này nó chả liên quan gì đến cái vấn đề đến cái vấn đề là kiểu là cái vấn đề mà lỗ đạn ấy. Nên là con này nó nói thế để nó thoát là tội. Tôi thấy rồi à. Cái con này nó đang beef. Mình biết là nó kiểu mình biết nó đang bịp. Con này nó biết thì tất cả mọi thứ về lỗ đạn, về cái bức ảnh. Nhưng mà cậu không thể chứng minh được điều này đúng không? Francis Fukama. Ý tưởng của Francis Fukama là một cái vụ án hoàn mỹ. Thưa thẩm phán, tôi ông không cần phải lo. Nếu mà ông cần phạt cái gì này, phạt một bữa là phạt một ai đó à, tôi sẽ tôi sẽ đích thân để đi gặp anh thám tử để phạt hắn á. Kinh quá nhỉ, anh giám sư vệ sự cái lại bị xịt. Tôi sẽ chắc chắn là nó sẽ có một cái trừ lương vào tháng tới á. Vua giám sư trừ lương nữa thì chắc là đi làm âm. It's very big problem. Khi mà bị cáo đã bị bắt à, và cái trang phục cô ấy là có một cái lỗ đạn ở cái vạt áo này. Nhưng mà trong cái bức ảnh này chúng ta không thấy đấy. Thẩm phán đang khó hiểu về những cái sự kiện này. Đây là cơ hội chúng ta Phoenix. Low all you got.
Hãy nạp tất cả vào là những cái gì cậu có để bắn á. Watch it, mother. Thưa thẩm phán ấy, có một cái lý do đâu cái cách trả lời là logic nhất à? Về cái điểm bất đồng như này là cái bức ảnh này là fake à? Không phải. Cái lỗ đạn là đã làm đằng sau này, làm về sau này. Và cái người bắn là một ai khác à? Mình sẽ nói là người bắn một ai khác. Bị cáo, cái áo của bị cáo là có lỗ đạn ở trong này. Tuy nhiên là cái người này rõ ràng là không có ấy, cái người trong ảnh này. Và có một cách giải thích duy nhất này. Là cái người, cái này là cái nhạc này này nó lại quay lại. Cái người, đó hình như là cái nhạc này là lần đầu tiên mình nghe ra nhỉ. Đúng không? À đó, đâu đây là lần thứ hai mình nghe ở cái vụ trước nhé. Đây là cái bản remake kìa. The person là cái người đã bắn Dr. Gray là không phải là bị cáo nhưng mà con người khác. What? Là cái bằng chứng là nó có hai cái áo khác nhau. Order. Nếu mà cái phòng nó không có trở lại được The order, chúng tôi sẽ phải tạm ngừng cái phiên tòa này. Lại bị quật tiếp. Why? Why me? Tại sao con kia bị quật? Cái gì nhỉ? Cái lập luận của bên biện hộ là không có thực à? Complete mess. Tôi thực sự tôi không hiểu được ý như này. Cô hãy giải thích tôi xem. Nhân chớ. What the heck? Tại sao tôi lại bị phải giải thích vấn đề này? Im mồm. Cô là người đã nói là chỉ có hai bọn họ đi vào phòng đúng không? You know. Nếu mà cô đã nói dối, tôi thề trước cái roi của tôi là là cái mà cô sẽ phải nhận khi mà tôi phát hiện được. Hãy nghe đây cô gái ấy. Cô ấy hơi bị đáng sợ. Tại sao chúng ta không ngồi trở xuống mà nói chuyện? Tôi thề là tôi đã không nói dối ấy. Đã không có một ai ở đó. Mày thấy chưa? Bây giờ mày còn đặt câu hỏi với tao à? Mr. Phoenix Ryan. Thế thì bị cáo đã biến đi ở đâu? Biến đi đâu? Và cái người phụ nữ này xuất hiện đâu ra này? Why is it letter oh I want it to cry? Nên mình không giải thích được cái này. Nếu mà cái người trong bức ảnh này không phải là bị cáo này thì nó cho chúng ta hai cái câu hỏi rất là lớn đấy. Thế thì là thứ nhất là cái bị cáo này biến mất đi đâu rồi? Và thứ hai là cái người này từ đâu ra? Chuẩn luôn. Hãy nhanh chóng mà trả lời câu hỏi nhanh lên Phoenix Wright. Come on, you can fall apart here, Phoenix Wright này. Nó không thể tin được là Mia lại gọi tên đầy đủ của mình. Kiểu ai cũng kiểu đẩy trách nhiệm cho thanh niên này. Làm sao mình có thể chứng minh được cái vấn đề như thế này này? Có đủ dính đủ đòn chưa Mr. Phoenix Wright? Do you think? Hoặc là anh có nghĩ là anh có thể có khả năng để xoay chuyển được vấn đề này không? Xoay chuyển được vấn đề này. Đúng rồi, Mia luôn nói là xoay chuyển vấn đề và thay đổi cái góc nhìn của mình này. Phoenix, where did intruder appear from and where did Maya disappear to? Mình sẽ phải nhìn theo một cái hướng khác. Hãy xem này. What if before we broke in? Nếu mà trước khi chúng ta đi vào thì cái người số 3 đã ở trong phòng này rồi này. Và nếu mà là Maya đã rời cái phòng đấy một cách nào đó
Nếu mình có thể chứng minh được một trong những cái điều kiện đấy á, là sự thật này. Mr. Right, let's hear what you're coming with. Tôi nghĩ là I think what happened before we fought away into chamber E. Nên là mình có thể là trước khi chúng tôi đã đập cửa đi vào này, là người thứ ba đã đi vào trong đó này, hoặc là Maya đã rời khỏi phòng này, hoặc là một cái gì đó tôi không thể giải thích bây giờ à. Ok, cái sự lựa chọn đúng là cái số 2 này, Maya đã rời khỏi phòng này. Maya đã rời cái phòng gọi hồn trong một cái khoảng thời gian nào đó đấy. Và bên biện hộ có thể chứng minh được cái vấn đề này. Oh, how foolish fool. Make a foolish face while dreaming. Foolish, foolish dream. Maya Frey đã được chăm sóc bởi dì cô ấy Morgan Frey này. Cái khả năng mà cô ấy rời khỏi cái hiện trường vụ án là rất là thấp à? Và thấp hơn là cái thám tử này, cái lương của thám tử à? Còn thấp hơn cả lương của thám tử. Hãy xem cái bằng chứng này, chứng minh là cái murder until the time address the defendant, là cái bị cáo đã rời khỏi phòng. Chắc mình nghĩ là cái chìa khóa này, black the key này. Take that, Mr. Hart. Cô có nhớ cái chìa khóa này không này? Well, tôi đã nhìn thấy nó này. Đây là cái chìa khóa vào phòng gọi hồn này. Trước khi cái gọi hồn nó bắt đầu này, Maya đã khóa cái cửa từ bên bên trong này. Bị cáo đã tự khóa bản thân mình vào trong sau cái cửa. Đúng như thế á. Và chúng tôi đã không ai có thể đi qua cái cửa đó. Đâu là không ai đã mở cái cửa. Là cái chìa khóa đấy là cái chìa khóa duy nhất. Độc nhất à? Chìa khóa duy nhất và độc nhất. One kind. Độc nhất. Cuộn nó đâu độc nhất đúng không này? Đợi đã. Phoenix Wright. Yes. Tôi sợ rằng phải hỏi, nhưng tại sao cái chìa khóa lại vào sở hữu của anh này? Ý của cô là sao này? Nếu mà Maya Frey đã khóa bản thân mình này, thì cái chìa khóa này đúng ra là đã trong cô ấy, trong người cô ấy đấy. Tôi đồng ý này. Tuy nhiên cô ấy đã không có chìa khóa trong cái thời điểm mà cô ấy bị bắt. Haha, well, it doesn't kick. So how come you hold it? Thế là cách nào mà anh có được cái này ấy? Tôi có được cái này từ một cái quà tặng của một cô gái nhỏ. Và cái cô gái nhỏ này đã là ở một cái nơi mà không gần cái hiện trường vụ án ấy, lại xì sầm ấy. That preposterous. Thật là vô lý. That mean đây có nghĩa là Maya Frey đã rời cái phòng này. If he have not, then would be holding this key. I would not. Nếu mà cô ấy đã không rời khỏi phòng thì bây giờ tôi đã không cầm cái chìa khóa này. No. Đây là dính đòn. Critical hit, bitch. Có vẻ như là chúng ta sẽ đến một cái vấn đề lớn á. Là bức ảnh này đã chỉ ra rõ ràng là cái khuôn mặt của cái giết người này. Tuy nhiên là cái người này có phải là bị cáo hay không này? Bên biện hộ nói rằng là đây không phải là bị cáo này. Hơn thế nữa là đã có bằng chứng là cái chìa khóa này đã được cái gì? Nộp và là bằng chứng á. As a proof, the key we submit as a proof. Mr. Volkama, how can this be? Ở cái thời điểm này thì cái
Tội danh là tội danh có tội cho bị cáo là không thể này. Cái vụ án perfect của tôi làm sao lại có được cái lỗi trong cái vụ án hoàn mỹ của mình nữa. Tôi đừng có nghĩ là anh đã chiến thắng Phoenix Wright này. Tôi là thiên tài, tôi chưa bao giờ thua một cái vụ án nào. À, tôi sẽ không có ý định là thua ở cái tòa án này trước một cái thằng ngu ngốc như cậu đâu, không như anh đâu, lại quất tiếp. I don't care what I have to do, tôi không quan tâm tôi phải làm cái gì. À, tôi sẽ lấy được cái kết quả của tôi. À đâu, tôi sẽ lấy được cái tội danh có tội của tôi. That is enough. You would like to continue, do so in the law. Nếu mà cô muốn tiếp tục thì cô sẽ phải làm ở sảnh. Tòa sẽ tiếp tục xử vào 10 giờ sáng ngày mai. Tòa sẽ nghỉ. Nên là đây là kết thúc cái ngày xử án đầu tiên này. Wow, that was pearly. You summon my seat. Em đã gọi chị của chị. À, em đã cảm thấy là không có cái lựa chọn nào khác. Great going, Pearly. Chị biết là em là người đã rất là đặc biệt à? Hey, did you know? Nick này, I know you try and rehash and all, but I really don't remember even leaving. Em biết là anh đang cố gắng hết sức nhưng mà em không nhớ là em đã rời khỏi phòng đấy đấy. Và em cũng không nghĩ là có một cái người số 3 này có thể đi vào cái phòng đấy đấy. Yes. Well, at least that we... Dù sao chúng ta vẫn còn ngày mai để chúng ta chuẩn bị để tìm ra được thông tin như cái việc gì đã xảy ra trong cái phòng đấy đấy. Yes. Em sẽ nhờ hết vào anh. Em rất là ghen tị với cả hai người, cả mối quan hệ của hai người. By the way, Nick, anh có thể dẫn Pearly quay về nhà không? Mình sẽ kéo em này về này. You really go to go buy some ticket? Em đã sẵn sàng để đi mua vé chưa? Ticket. Thế mà con này tìm được đường đến đây thì siêu nhỉ? Nên là đây là nó sẽ kết thúc cái phần xử án ấy. Nên là như thường lệ là mình sẽ quay lại để chúng ta chơi tiếp cái phần điều tra ở cái buổi chiều ngày số 2 này. Và ngày số 3, phần thứ 3 Investigation. Ok, mình sẽ quay lại sớm, và nếu các bạn chưa xem phần trước là các bạn thì xem qua cái trên cái channel mình ở phần 1 đấy. Và nếu các bạn nào thấy video hay thì hãy like, comment và chia sẻ cái nội dung ấy. Và nếu có thể thì hãy mời mình một cốc quà phê qua những cái link ở dưới ấy. Để từ đó mình có thể có nhiều động lực để tiếp tục xây dựng những cái nội dung hay trên cái channel của mình ấy. Về những cái game mà ít người chơi và đặc thù như những game Ace Attorney này. Trên thực tế là mình tương đối tự tin là mình là người duy nhất ở Việt Nam mình cover qua cái game này ở trên YouTube ấy. Nên là một lần nữa mình hy vọng các bạn thì support cái nội dung mình bằng cách này hoặc cách khác ấy. Nên là ok, mình sẽ quay lại sau để mình chơi tiếp, và cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.